ép những trẻ con vào thả trong cái rừng này nó tự sinh tự diệt, và người ta nói chính những cái oan hồn đó không được siêu thoát, nó cứ lẩn khuất sau cánh rừng này. Người Nhật đó, cái văn hóa tự sát á là nằm sâu trong tính cách của dân tộc Nhật Bản và nằm sâu trong tính cách của các samurai. Samurai khi ra trận là tự sát, ra trận mà bại trận là mồ mục tự sát, hay đụng vào lòng danh dự là tự sát. Nên người Nhật ngày nay á rất là dễ tổn thương và rất coi trọng danh dự, sẵn sàng mồ mục tự sát. Và ngày nay thì không còn thanh kiếm katana nữa, nên người Nhật khi mà tâm trạng bi quan chán nản á thì người ta tìm đến cánh rừng này để tự sinh tự diệt như người xưa. Vâng, đây chính là con đường. Vâng, bác tài xế đang nói một nốt nhạc nổi trên đường. Chúng ta đang nghe thấy chuyện gì? Và bây giờ các bác nhắm mắt lại ạ. Các bác nhắm mắt lại. Các bác đã cảm thấy mình đang đi lên để đi xuống ạ. Nhắm mắt lại để cảm giác mình đang đi lên để đi xuống. Vâng, bây giờ mình mở mắt ra. Đó là mình đang đi lên. Mình đang con đường mình đang đi lên, chinh phục lên đỉnh núi. Vâng, đây chính là cánh rừng Aokigahara, cánh rừng tự sát, cánh rừng hắc ám của thế giới. Aokigahara. Và đi qua cánh rừng lúc này để chúng ta lại lúc này ngày chỉ có đi qua cái chỗ lúc này thôi. Đấy là cái vị trí mà ngày xưa người ta thả những cái người già, những cái trẻ con, những đứa trẻ vào trong đó, thả ở đó. Và cứ qua đó chúng ta lại thấy một cái âm nhạc, một khúc nhạc, một cái giai điệu nó nổi lên, cho rằng nó lên bổng trống trầm, đúng không ạ? Có ai không nghe thấy không ạ? Không, ta nghe thấy. Nghe thấy rõ ràng hết đúng không ạ? Sao nó ở đấy lại có nhỉ? Ở đây thì có nhỉ? Vẫn còn một ít đấy. Hay nhỉ? Đèn sợ lắm. Đây cũng đang có nữa. Ừ, đây vẫn còn nghe tiếng nhạc. Tiếng nhạc. Người ta nói có thể là tiếng gió hú qua bánh xe tạo thành một giai điệu. Cũng có người nói rằng đó là cái bản hòa tấu của những samurai ngày xưa, họ tập trận còn lại chào đón những đoàn người đi chinh phục phù sĩ. Vâng, không biết những khúc nhạc đó từ đâu ra, nhưng chúng ta cứ tận hưởng một cái chuyến hành trình chinh phục trạm số 5 Phú Trị. Và như vậy chúng ta đang băng trên mình, đi trên mình thân của cái miệng núi Phú Trị nổi tiếng của Nhật Bản. Người Nhật á, một dân tộc mà có thể nói là văn minh phát triển, nhưng mà Nhật Bản cũng là một quốc gia mà áp lực stress và công việc. Thành ra người Nhật rất là coi trọng tự trọng và dễ tự sát. Người Nhật á, thất nghiệp đi tự sát, phá sản đi tự sát, thậm chí có nhiều người vợ mắng cũng đi tự sát. Âm u. Không ai dám vào đây mà khai thác rừng. Có những người vào đây là đi mãi cũng về đấy. Thế thì cái đường này nó sẽ thành, sau này nó sẽ thành cái đường giả. Mà cái cây này nó tự mọc chứ ai dám. Đây là cái này là cái xích thông mà các anh nhé, là thông đỏ đấy. Thông đỏ này là những cái nguồn dược liệu mà thuốc ạ. Ai dám vào đây mà khai thác? Đây là con đường cao tốc Subaru được xây dựng vào thập niên 90. Thì con đường cao tốc này nối thẳng giữa trạm số 1 lên đến trạm số 5. Như vậy chúng ta đi lên đây hết khoảng độ 4.000 bay, tức là khoảng 1 triệu tiền phí tiền cao tốc. Cả đoàn hay là mỗi người? Cả đoàn.
Hôm nay là mình đi bắt cái số đúng không? Dạ. 23 bây giờ là mình đang đi di chuyển lên cái kia là 23 cây số. Hành trình. Các bác có thể thấy những cái bóng trắng trong rừng không ạ? Có ai có thể thấy những bóng trắng trong rừng không ạ? Vâng. Đó là cây bạch dương. Vâng, cái màu trắng toát đấy ạ, là cây bạch dương. Cây bạch dương này là trong thơ ngày xưa cụ Tố Hữu đã có bài thơ là em ơi ba la mùa tuyết tan, rừng bạch dương sương trắng nắng tràn. Là cái cây này á, chỉ có trên xứ lạnh thì nó mới có cái cây này. Cái quốc gia ôn đới là mới có cái cây này. Một loài cây thân nó rất là trơn. Vâng. Đây là cái câu chuyện liên quan đến con đường hắc ám. Vào đêm hôm đó, có một người cha lái xe đưa con trai của mình lên trên đỉnh núi. Bởi vì người Nhật có một phong tục rằng là nếu mà đẻ con trai thì đưa con trai của mình lên đỉnh núi để đứa con trai có thể gửi lời lên những cái lời ước nguyện lên những đấng thần linh tối cao nhất trong hệ thống thần đạo Phú Sĩ, và ước mơ đó sẽ trở thành hiện thực. Bởi vì một đỉnh cao như Phú Sĩ đã đặt chân đến, nghĩa là cuộc đời từ nay về sau không có khó khăn gì không thể vượt qua. Và lúc đấy bây giờ nước Nhật nghèo khó sau thời kỳ hậu chiến, không còn một con đường cao tốc đẹp đẽ như chúng ta đi như bây giờ đâu. Đó là con đường đầy ổ gà, ổ trâu, ổ muỗi và tiếng xe va vào đó rất là khó chịu. Người cha lại bị bệnh đau đầu kinh niên. Thấy cha đau đầu quá, đứa con trai khi trèo lên trạm số 5, khi mạo diện kiến trên ngôi đền thần đạo linh thiêng, mới nói rằng: thưa các đấng thần linh, sau này con lớn lên, con sẽ trở thành một kỹ sư cầu đường, và con sẽ xây dựng cái con đường thẳng tắp cho những cái người lên chinh phục Phú Sĩ, và con sẽ biến con đường này trở thành những khúc nhạc dịu êm. Và đó là câu chuyện của 50 năm về trước. Và thời gian thấm thướt trôi đưa, 50 năm sau cậu bé năm xưa là trở thành một kỹ sư cầu đường, và anh trở thành kỹ sư trưởng của cái công trình dự án quan trọng vào thập niên 90. Lúc bấy giờ nền kinh tế Nhật Bản đã rất là giàu có rồi, người ta muốn xây một con đường cao tốc từ trạm số 1 lên đến trạm số 5 núi Phú Sĩ. Con đường cho những người chinh phục núi Phú Sĩ sẽ không còn gian nan nữa. Và vì kỹ sư đó trở thành công trình này, một công trình này rất là khó. Các bác lúc này nhìn thấy cái chụp ảnh ở cái nhà hàng của mình ạ. Bởi vì mùa đông là tuyết nó đè lượng băng tuyết nó khổng lồ, hàng trăm nghìn tấn đổ xuống con đường này. Thành ra để làm một kết cấu mà con đường mà chịu được cái lực đó, khi mùa tuyết tan nó vẫn có thể hoạt động được á, thì không dễ dàng gì một chút nào cả. Đây ta phải tính toán rất nhiều thứ và làm việc ngày đêm để mà ra được bản thiết kế con đường độc đáo này. Đấy, chúng ta nhìn thấy không ạ? Đấy, như vậy trên đó là chơi tròi đất đá nham thạch thôi. Rồi, như vậy là chúng ta sắp sửa là đến với trạm số 5 rồi các bác ạ. Mình lại chuẩn bị tư trang và các bác đi theo cơ. Cái nham thạch này là cái đá từ tính núi lửa đấy. Cái đá từ tính này các bác để người Nhật làm ra cái gì không ạ? Cái đá từ tính núi lửa này á, đấy là không biết anh mang học bên dược rồi, nhưng mà cái này nó lại liên quan đến vật lý, là cái đá từ tính này người ta chiết xuất ra cái chất mani. Cái chất mani á là cái đá núi lửa ấy, nó tròn như viên bi, nó bóng ra này. Mà cái đá này á nó có rất hay, cái đá này á là nó phóng ra tia ion, nên đây các bác sẽ thấy cảm thấy mình là rất là cơ thể của mình rất là lạ đấy. Đấy, nó phóng ra cái tia ion mà nó làm cho tan vỡ các mạch máu đông đấy, nên ở Nhật nó sử dụng cái này vào trong những cái vật lý trị liệu. Thứ nhất là cái dương từ để mà chỉ cho những người mất ngủ, ngủ trên cái dương từ đấy là máu huyết lưu thông là ngủ ngon đấy. Những người mà bị thường xuyên làm việc mà bị đau cứng vai gáy là cũng trị liệu được.
ở Nhật Bản là bán những cái viên này, viên này bán viên dục truyền. Các bạn nào bị đau vai gáy không, cháu hay có cái mạng này dán cái là biết ngay, cái đau vai gáy dán vào đây cái là coi như là tan hết luôn. Rồi. Vâng. Quay như đem cái trạm số 5 là trạm cũ hả? Hoặc là này đây có cái hàng gọi là hàng Toma của Nhật đó. Thì đây các bác mở trên tờ báo trên máy bay của mình á. Đây cái tờ báo này là tờ báo của giới Hataku Nhật Bản, tức là văn hóa Nhật Bản. Cái tờ này chỉ có dành cho tầng lớp doanh nhân ở trên máy bay thôi, là những cái người bận rộn thôi. Thì đây là cái hàng này, là hàng Toma. Cái hàng Toma là hàng sức khỏe nghiên cứu về đá đối lửa này. Đây các bác này, các bác mở trên máy bay là thấy cái này, nó giới thiệu cái này rất là nổi tiếng, cái này rất nổi tiếng ở Nhật nhá, là cái vòng trang sức mà làm bằng từ đá núi lửa. Cái này là cái vòng mà nó vừa trang sức vừa làm bằng đá núi lửa. Mở trên về máy bay là các bác thấy là cũng